95. Lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoạn mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao 3 thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ trí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước, ghét lành. Những kẻ háo sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được. Chẳng đáng buồn ư? Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy ngay trong vòng vợ chồng. Nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân, mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ. Cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế Tiền Hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục, những câu cách ngôn khuyên răng kiêng dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới. Ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiêng kỵ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiêng dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết châu đáo, thiết tha hết sức, ấn quan lại tăng đính, soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót. Sách ấy đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và quyên mộ để in ra lưu truyền rộng rãi là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật pháp, cùng với các ông quan Quýnh Chi vân vân cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: "Từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa." Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quan đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mùng 2 tháng 9, đến Tịnh Nghiệp Xã gặp quan Quýnh Chi. Ông Tế Đồng cũng có mặt, tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp quan, ông ta vui mừng thưa: "Sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa." Ông ta chọn ngày mồng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, quan Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch vân vân bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm, lại nói: "Sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ." Quan nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng." Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng,
chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại công đức lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trong coi sổ sách, trao đổi mấy câu rồi đi. Sắc mặt giống hệt như người chết, quan biết là do phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc, lúc đó chỉ nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do, đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn, nhưng bận bịu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận, lẽ, lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau, ông ta bèn mất. Lúc mất, ông Quan Quýnh Tri mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tỉnh hơn xa người bình thường. Do không biết thận trọng, ngộ phạm phòng sự mà chết, chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cô phụ từ ân của tam bảo quá đỗi. Quan nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đêm bất khả lục tăng đính, ấn loát lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỵ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền mẹ để lại là 1.600 đồng, tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in Thọ Khang Bảo Giám, hồng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa bị mắc nguy. Thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai biết phải nên thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau, sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, nỗi khổ oan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy, do cái chết của mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng bèn có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ắt sẽ từ tạ Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục, tuy không có nhiều vẫn giảm bớt dục. Cũng có người đa dục, do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây y ở Nhật Bản đổ đầu ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây y chữa lành, phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 100 mấy 10 ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sao chuyện kiêng kỵ này lại ngờ ngợt chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Năm ngoái, một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng khá đắc ý. Ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát, nào biết hễ muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt.
Do vậy, biết vì thế gian chẳng biết kiêng kỵ, cứ làm bừa đi đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, là do chẳng biết kiêng kỵ đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ, là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mông, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do Quan Lưu Thông sách Thọ Khang Bảo Giám. Mong người đời yêu thương con cái, cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa họa hoạn, thảy đều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi nằm lạc, đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng, dâm tư, đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thạnh vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đau đáu gìn giữ ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên luân vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, tề mi giai lão, tề mi ngang mày. Đời Hậu Hán, vợ của Lương Hồng là nàng Mạnh Quan, khi đưa cơm cho chồng đều nâng bát cơm cao ngang mày, ngụ ý kính trọng chồng như khách quý. Sau này thường dùng chữ tề mi để diễn tả ý vợ chồng kính trọng lẫn nhau. Giai lão là sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm trí trinh lương, chẳng những không bị lỗi tự hại mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi, làm rạng rỡ cha mẹ. Đấy chính là điều Quan Thơm Thảo mong mỏi dài lâu, nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình. Tùy duyên lưu truyền thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm.